Hello anh em. Một mẫu đẩy anh em có thể thấy là nó rất gọn gàng, nhưng mang trong mình nó nội lực thì tuyệt vời luôn. Đẩy của Nhật Roy Sao AP300. Roy Sao nó là của Onkyo anh em nhé. Mời anh em cùng theo dõi cửa hàng giới thiệu chi tiết cũng như test sản phẩm. 3 triệu đồng AP300 bãi zin đét luôn. Đây là nút nguồn, còn đây là cân loa, còn đây là volume. Đẩy này thì anh em kể cả loa nghe nhạc bass 20, 25, 30 vẫn đánh thoải mái, đánh được nha. Còn loa karaoke bass 20 hoặc bass 16 thì cửa hàng chơi nhẹ nhàng luôn. Cửa hàng đã ghép vào một đôi loa JBL Control 8. Mời anh em thưởng thức qua chất âm. Đẩy Nhật, đẩy Mỹ thì cái tiếng của nó thì cực kỳ mềm luôn. Điện 100V. Bên trong thì siêu mới luôn anh em ạ. Mẫu đẩy này. Đây, nếu anh em nào nhìn theo watt thì sẽ khinh nó, nhưng mà nó đánh tơi bời loa. Tất nhiên là phải loa xịn, loa chính hãng và những cái thể loại loa karaoke gia đình. 100V 62W sản xuất tại Nhật, trở kháng từ 4 ohm. 4 đây, đấy, 4-16. Cầu loa trên, cầu loa dưới A cộng B. Đường vào tín hiệu. Đây là gạt này anh em để giữa. Tiếng nó mềm. Anh em nào thích sự gọn gàng ấy, nó là tuyệt phẩm luôn. Hoặc là anh em đang có một bộ nghe nhạc rồi ấy, anh em lắp thêm cái đẩy này vào để chơi kết hợp cả đẩy cả âm ly. Nó gọn gàng mà nó hay. Nó nhiều kiểu chơi lắm. Nếu anh em biết chơi, biết lắp ghép thì nó là quá đỉnh luôn, không cần phải đắt tiền, không cần phải đổ sộ. Giả sử hát qua này và lấy thêm nhạc vào âm đi nghe nhạc. Đó. Cho đoạn lời hát này. Bolero này. Cửa hàng sẽ quay một clip nội thất riêng anh em nhé. Vì chưa mở ốc lên là cửa hàng cũng không nhấc ra ngay được. Black Adam. You have two parts. Anh em chơi vào những đôi loa nghe nhạc, kể cả to này vẫn đánh tốt anh em nhé. Loa nghe nhạc chính hãng ấy, hoặc loa karaoke bass tầm 20. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Địa chỉ anh em nhé. Anh em mua có thể đặt cọc nếu ở xa. Gần anh em có thể đến Bình Hào Điền Hà Đông, gần ngã tư Văn Phú, trung tâm quận Hà Đông, đường Quang Trung ấy, đường tàu sắt điện trên cao ấy. Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu. Đấy, nếu mà anh em thích chất lượng mà thích gọn gàng thì cái đôi loa JBL Control 8 này anh em cả nghe nhạc cả hát karaoke thoải mái trong không gian kín, không gian nhỏ nhé, tầm 20-25 m² phòng kín trở lại. Nó nhỏ, nó có võ đấy anh em ạ. Đưa ta hai cuộc đời những một chung một niềm sâu. Ok, xin nhắc lại giá là 3 triệu đồng còn đẩy anh em nhé. Giá tại cửa hàng.